Tôi đã nhập 1 tỷ tiền hàng. Chỉ vì anh em bảo là qua cửa hàng không có máy để anh em lựa chọn. Đây anh em nhá. Thì giới thiệu với anh em, đây là Samsung Galaxy S24 Ultra, siêu phẩm năm 2024 mà rất nhiều anh em muốn sở hữu. Thì hôm nay tôi về cho em đủ 5 màu luôn. Đấy, màu xanh này, màu xám này, màu đen, màu vàng, màu tím. Kèm với đó là đủ bản từ 256, 512GB, thậm chí là 1TB cho anh em nào có nhu cầu. Và S24 Ultra đợt này về thì nó sẽ là bản Hàn nhá. Bản Hàn này, máy dùng được 2 SIM và sẽ có sẵn nhiều cuộc gọi. Máy thì sẽ full chức năng, đẹp keng như hàng chính hãng nhá. Mà giá thì tôi tự tin luôn là rẻ nhất cái Hà Nội luôn rồi. Đấy, thì đối với cả phiên bản 256GB như tôi đang cầm đây thì giá chỉ khoảng tầm 21 triệu thôi. Rẻ hơn hàng chính hãng đến 6 triệu mà nó vẫn full chức năng luôn. Thật ra là 21 triệu nhưng mà bên tôi vẫn sẽ bảo hành 6 tháng cho anh em nhá. Đấy, về cấu hình thì 24 Ultra thì chắc là không cần nói thêm nhiều rồi. RAM sẽ là RAM 12GB, chip Snapdragon 8 Gen 3, cân mọi thể loại game luôn, màn hình đẹp và chịu được tất cả các anh em, kể cả anh em khó tính luôn nhá. Đấy, đối với camera thì sẽ là 200 megapixel, chụp siêu nét. Đấy, cái quan trọng là khung viền titan thì cực kỳ là đẳng cấp. Anh em đang xem video thì có thấy nóng máy không? Đấy, dùng S20 hoặc Note 20 Ultra thì chắc là giờ máy đang nóng rồi đấy, là có dấu hiệu muốn đổi máy rồi đấy. Đấy, anh em muốn đổi máy gì thì qua bên tôi hỗ trợ thu giá tốt cho. Đấy, còn anh em nào ở xa nhá thì inbox tôi ship tận nơi. Đấy, anh em cần gì thì inbox tôi đầu kênh nhá.